Gia Văn Nghiễn và Thi Văn Vlog có mua bữa cơm cúng dường thầy Thích Tâm Phúc, mà cả nhà xem nha cả nhà. Nam mô Tassa Phakkhavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Phakkhavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Phakkhavato Arahato Samma Sambuddhassa. Yakha vali vaha pula puli pulenti sakha lang eva tu nang pe ta nang baka pati kết bang thịt ba tăng trung hăng tư pa mây và sa mê sa tu sập phai pulentu sang kha po chan tho pan ya so yakha sa phi ti yo vi va san tu sa pha lo kho vi na sa tu ma te va vat an ta la yo su ki khi kha yu ko kha wa khi wa ขานาสิริสนิจังโคทาวจายิโนจัตตาโลคัมมาวาธรรมติอายุปโนสุขังภะลังสาธุสาธุmuộn thứ nhất nguyện đoạn như thế ác, muộn hai nguyện đoạn như thế thiện, muộn qua nguyện đoạn như thế chúng sanh. Ngũ quán thứ nhất kể công nhiều ít so với người đem đến cúng dường. Quán thứ hai sắc đức hạnh của mình thiếu mất khổ cúng dường. Quán thứ ba người tham sân si là cội gốc. Quán thứ tư chính là vị khúc hay đi chợ bệnh thua gầy. Quán thứ năm vì hành đạo nghiệp mà khổ công này. Mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật hôm nay hồi hướng công đức của Gia Ben Nguyễn Vlog và cũng như Khi Văn Vlog. Hôm nay đã cúng dường bữa cơm trưa gồm có đùi gà và thịt heo kho và rau cải hoa hỏa. Hôm nay thầy xin hồi hướng công đức gia đình đến cúng dường bữa cơm trưa trai tăng. Thầy cũng xin hồi hướng công đức chúc cho gia đình mạnh khỏe, làm việc có tiền có của, có vật chất, có đầy đủ điều kiện hỗ trợ cho thầy mỗi bữa cơm, nếu điều kiện có thì mỗi ngày, còn điều kiện không có thì lâu lâu một lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ cảm ơn thầy, chúc thầy ngon lành. Rồi. Có đám ma nữa. Dạ. Sớm thì chết liên tục à. Mở vừa đám ma trên kia, giờ tới đám ma cái nữa. Hướng trên đây, mở vừa bên đây, giờ tới bên đây. Ăn có dĩa thôi, sống thấy nó mát cái ruột hả thầy? Ừ. Thank you.
Tết đây một tháng lẻ. Nhanh lắm. Thời gian. Thời gian qua rất nhanh. Nè. Mới không chuyện ơi, đã quên chốt cái bữa chuẩn bị Tết nữa nè. Mới bữa làm mai cách tên Tết một tháng. Ừ. Rồi giờ ăn Tết rồi cách một tháng. Còn tháng nữa Tết nè. Tháng nữa Tết rồi ông, lương tâm kia hết ăn lào. Người ta là 11, 12 tháng 4 là Tết của Campuchia, Thái Lan, Tết Tây. Ngày 30 tháng 4 á là ngày giải phóng. Ngày mừng ăn chiến thắng, ngày nãy tuổi lấy thông tin là ca sĩ Thanh Tú mất, lát còn lấy thông tin ca sĩ Ngọc Đáng chết. Ca sĩ chết nữa hả thầy? Ca sĩ chết hai người nữa. Trời ơi. Mình lấy thông tin mình đưa tin, cái con bấm lên mạng cái hiện cái hình của ca sĩ đó. Mấy ca sĩ chết già không à? Một người 72, một người 82. Mấy thằng YouTube nó cũng khoe nghệ sĩ á, nó chạy xuống coi sĩ không ngộ, người ta chết nó quay, còn cái chuyện mà người ta hát ở sân khấu nó không quay. Thì người ta hát là ca sĩ, người ta hát mà bản quyền gì, mình quay trực tiếp là bản quyền rồi. Rồi của mình like là mình bản quyền rồi, còn đợi ai quyền nữa. Có nhạc ca sĩ hát, không quay ca sĩ hát. Hay là sợ ca sĩ lúc quay xong cái lấy like, cái nó khỏi mướn mình chứ. Nó lấy cái like đó làm cái live show của nó. Chứ sợ người ta không. Thì mình quay sẵn, người ta cảm ơn, mình có thông tin, mình có view. Rồi tiền ca sĩ cũng lấy cái like đó, người ta không quay, tiết kiệm được 3 triệu tiền quay. Một bữa quá phát sóng tiền quay phim riêng nha, những tiền mà lại hình riêng. Mà thành phố vừa lên là 3 triệu nó chưa chịu quay một ngày, một buổi. Không tính ngày, nó tính tầm hết chương trình thôi. Cứ chương trình vậy nó lấy 3 triệu, 5 triệu nó quay không á. Cái tiền mướn người quay. Nói chuyện máy móc làm cái chuyện khác, làm ra đĩa khác, làm ra sản phẩm nó khác. Giờ mấy cái đám ma tàn là mấy người khai tụng không, chứ không phải thầy dám thầy rụng, không phải thầy chùa. Rồi đám ma nào mấy ông cũng chạy hồn hết. Tàn là thầy tụng không, thầy không có chùa, mà có chùa không phải chùa, nên là mới đi tụng kiếm tiền. Chứ giờ thầy đi thật mướn thầy đâu đi đâu. Bữa nay chủ mày không cho ăn, mày lại đây mày ngóng nha. Con chó khen lè lỡ đứng chứ cũng cho ra. Theo con đó, chó nó ăn nó theo luôn. Cho rồi, 3-4 con luôn. Cứ đúng giờ ăn nó hay lắm. Ngồi trước đó giờ thầy ăn, không biết thầy giờ ăn đánh hư. Ngồi, nè, hốc mỏ. Đá cho ăn cái xong rượu, ngày mai rượu đứa hát.
Một con không chịu, nó rủ ba ông con mèo chó giờ ở mèo đây nó về được không, rủ quá trời luôn. Mấy không có bờ mùng, bữa không có bờ bọng, khi mà bọng cái giờ quất khi mà mùng đen hôi. Mà nó ngồi, nó ngồi trên ghế nó còn nghinh mình nữa chứ, nó giờ không nghinh mình. Mèo chó chứ là hành tinh đó, chứ không phải chơi đâu. Dạ. Nó có cọc mắt quỷ á, nó trên tới nó gọi luôn, thôi luôn. Mấy con mèo già nó bắt gà nó ăn. Mà nó linh lắm á. Nói nó biết nghe. Mà người chết mà nó nhảy qua một cái linh hồn mất mất tiêu luôn, nên là mấy con mèo là quỷ luôn á. Ngày qua nó thầy nó bắt anh bắt chiều bắt về đi mất tiêu chứ. Khùng. Trốn mà không thấy còn, không thấy bóng dáng luôn. Đúng không? Khùng. Thâm rồi. Đừng mua thịt gà nữa, thầy nhăn ngá. Mà thịt gà đừng có làm nguyên miếng vậy á, nó tanh với nó làm không chín, còn máu không nè, còn máu đỏ. Thịt gà là mình phải kho kêu bằng kho gừng, kho sợ ớt, con sợ ớt mà khắc là nó chín. Còn nè giờ thầy kháo nè, giờ còn máu nè, nhiều thịt nó kho không kỹ, đừng có làm nguyên, nó làm biến. Mà nó kho mấy cái cục này nó làm đường không còn ngay ăn mới nổi. Thầy nói mấy đứa làm đồ ăn là tàn là khỏi dởm không. Canh cũng như ngọt ngay. Ta bỏ miếng, nó tóm gọn là bỏ miếng muối cho, có nghĩa là lạc mà lại miếng mặn mặn rượu, không cần đường bột ngọt gì chứ. Đa số canh là ta húp với nước ngọt của cái rau cải qua quả. Xin kết thúc video tại đây, muốn chúc cả nhà nhiều sức khỏe nha cả nhà. Yeah, I'm done.